Rồi, giờ em thấy cái màn hình rồi đúng không? Dạ, em thấy. Ok, hôm qua chị gửi cái bản mới, có in bản mới rồi đúng không? Có, em in rồi. Ok, học. Xin thiên, bộ bà tha văn tài nhẹ. Xin thiên, chú, dạng cái bộ phần hả? Phụ sĩ, ôm tập hả? Pin yên, ô y, hoặc là ô y hả? Hả ô y, rú quả lại tới chị. Thì hôm nay là chúng ta sẽ học về cái phiên âm của ghép âm của o e hoặc o e hoặc là o y o o u y u ha. Nếu mà kịp mình học luôn, còn không kịp thì để buổi sau. Ok, bây giờ đầu tiên là phụ sĩ ha. Bây giờ mình sẽ ôm lại là những cái bảng này, cái bảng quan trọng hôm trước đã nói rồi ha. Đó, sư mũ biểu. Ha. Nào, xin tụi đi chạ. Chị kêu em đọc đúng không? À, đây, đây. Tiếng tổng là, tiếng tổng là. Ba, ha. Ba, hưa, mưa, xưa, tưa, thưa, đưa, đưa, cưa, 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 chi. Chi 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 một cái là chưa ha, chưa một cái chưa là cái cọc lưỡi nó cong hơn, nó đẩy hơi lên. Chưa, chưa, chưa. Một cái lưỡi nó tương đối nó ừ. Chưa, chưa, chưa. Ừ, tương đối được rồi đó. Cái lưỡi, cái vị trí lưỡi nó có khác hơn chứ, cái âm nó nghe ra khác chút. Đó, mình cố gắng giữ cái vị trí đó ha. Nó có cái lưỡi nó phải khác, nó đẩy giống như nó đẩy lên tí xíu ha, so với cái âm chưa ha. Rồi. Không, cái này đọc chưa 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 xưa. Bên bên chị có nghe gió lắm không? Để chị chỉnh là cái quạt máy. Rồi, chị nó đỡ. Rồi, ok. Chưa. Chưa. Ừ. Chưa. 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 Không, không. Chưa, chưa, xưa. Chưa. Chưa. Nó giống như chữ chưa, chưa ha, nhưng mà nó không có cong lưỡi. Chưa. Chưa, xưa. Chưa, 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 chưa. Ừ, ừ. Yeah. Y, y. Yeah. À. U, 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 u. Ừ. Sao cái màn hình em nó chỉ đi đâu vậy, không có thấy cái miệng em, không thấy cái khẩu hình miệng. Để gì coi ai vậy hả? Ok ok, bởi vì nó ủ sao thấy không thấy cái mặt đâu, để chỉnh. Rồi ok, em bỏ trên cái ghế mà cái này nó gắn cái tay à, em à. Không có chịu đứng được. À à, ủ này xài điện thoại không có xài, không có xài laptop hả? À vậy là có nhỏ quá không, để trên em trên cái màn điện thoại có nhỏ quá không? Được ha, ok, tại em xem lại giấy mà. À à. Rồi, yên mộ. Họ tao yên mộ. A. O. O. I. I. A. A. U. A. O. U. Yeah. Ye. Ye. An, an, in, un, uyn, uyn, an, an, in, un, chu, 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 hồng hồng chữ Z không đọc gì, xưa, chưa, xưa, xưa. Ừ. Chưa, 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 chưa,
Không, không đọc u. Cái chữ này ai cũng đọc u hết trơn á. U. À. mi À. mi mi ye 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 Ừ. in Ừ. Ok, nhớ chữ này là u nha chứ không phải đọc u nha. Cái à, in đúng rồi. Ừ, nhớ cứ chuẩn bị chữ chu du rồi chứ đọc chữ này thì là chữ dun, dun du du di dinh dun không phải nha. Nhớ là du, mi em nhớ là cái con cá là của cái chữ này là dĩ dĩ ừ, dĩ là là con mỹ cá ừ, là thanh hai đúng rồi. mỹ Ni sĩ hoan chư dĩ mà Ni sĩ hoan chư dĩ mà sư vĩ chư 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 dĩ sư vĩ chư dĩ là có em có thích ăn sư cá không? Ni sĩ hoan chư dĩ mà sĩ hoan là thích sư à, chư dĩ ừ. À, vì sĩ hoan chư dĩ dĩ vĩ ừ. À, như là ví dụ như tự tự mình nói là tôi thích ăn dĩ hả? Ủa, sĩ hoan chư dĩ Tôi sĩ hoan, tôi sĩ hoan, chư vị. ừ đúng rồi đúng Tôi rồi sĩ hoan, chư vị. không bây giờ luyện lại những cái âm khó nha chưa 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 thuộc được cái âm này ha giờ dòm đọc còn lộn nữa đó ha nhớ nha nè chi 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 chư 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 tư 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 rồi đọc đi Chi, chi, si. Chưa, 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 chưa. ừ, tương đối được rồi á rồi đọc nhanh tí xíu nha chị cho đọc thêm 2 lần nữa rồi chút hoặc là không giờ mà đọc nha ok chuẩn bị tâm lý nha dạ đọc thêm 2 lần nữa đó cho quen ha rồi ok à, ra lại Chi, si. Chưa, 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 chưa. Chưa, chưa, chưa. ừ Chi, chi, si. Chưa, chưa, chưa. Chưa, chưa, chưa. rồi à khoan Chi, chi, si. Chưa, chưa, rồi giờ 9 năm đó đọc lại theo thứ tự đó nha chưa, em chưa. hả không bây giờ không không cho giờ mà đọc mà đừng có dòm để coi để nhớ cho nó quen hiểu không tập cho quen ừ rồi thêm lần nữa ra lại không không cái âm giữa cái âm giữa cái âm giữa là chưa chưa ừ chưa 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 thì đọc em giống như bị loạn à đúng rồi tại vì em đọc giống như đọc chung á là lúc nãy đọc được cái gì riết đọc chung cái giống như cái lưỡi của mình á nó không có chuyển được á thì nó vậy để bữa sau chị cho luyện bằng cái bài về à, rồi bây giờ cho luyện luôn nè khỏi cần đỡ bữa sau nữa để lục nó ra cho luyện luôn nè à, chi chi xin à chưa chưa ừ chưa 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 ừ ừ đó tương đối vậy rồi thêm lần nữa ta lại cho nó quen chi chi xin chưa 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 ừ tương đối khi nào mà rảnh á cái em cứ ra lo luyện cứ cứ nhép vị cái mình quen rồi xưa 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 à, nếu mà mình nhớ luôn cái bảng phụ âm là p p m p t th n l g k h chi chi si chư chư sư à chư chư sư r chư chư sư i u và nhớ luôn cái bảng bảng đó luôn chị à chị không có học thuộc nha mà không biết sao chị thuộc luôn chị cũng hay thuộc thời nào không hay luôn á cô giáo bắt học đọc nhiều quá đọc riết cái mà nhớ luôn không là nào không hay luôn á rồi nhớ luyện thêm cái đó ha rồi à, bây giờ bữa nay mình coi cái bảng mới ha cái bảng mới thì để mình coi rõ hơn thì chị cho coi bên này đi cho nó dễ ha
Bản mới thì mình sẽ luyện tới cái âm âm này, tới cái màu vàng, cụm màu vàng ha, ion ha. Hôm bữa trước cô mình luyện tới chữ ion ha. Rồi mình sẽ có một cái bài练习 ha, là cái bài luyện tập tiếng Việt để nghe viết lại ha. Ok, giờ em thấy cái bảng này chưa, thấy rõ không? Em thấy. Anh chỉnh lại cái bảng này cho nó rõ, nó dễ coi hơn, cái bảng kia nó hơi mờ nữa. À, học khai sự ba pa ba pa. Giờ em đọc lại. Đúng rồi, đúng Đọc rồi. lại cái này hết luôn. Đúng rồi, Ba đúng đọc hết luôn cho nó quen ha. Nếu cái nào em không? quen em có thể đọc nhanh được cũng sao. Ba Tha Mo Sa Ba Không, thân, Ta ở ta. Na La Ta Khả Ta Cha cha Ừ, cha đúng rồi. cha 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 gia Không không, cái chữ CA đọc là gì? CA đọc là gì? Từ này đọc là gì? Đọc. Không, chữ C không đọc là cha nha. Cha là từ này. Cha là ZA. Này là cha, cha. Cha. sao Cái này là cha, cha. Âm chờ, cha, cha, cha. Sao lại? cha 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 sao Ừ. Em cứ nhớ như vậy nè, nếu mà gặp chữ C hay là CH thì không đọc giống như cái chữ của tiếng Việt, giống giống nó thấy C mình biết là không phải đọc giống như chữ cha như của tiếng Việt, nó sẽ đọc khác. Mà cái cha là đọc chữ Z đó, cứ thấy giống nó là không phải đọc giống nó, mình cứ nhớ vậy là được ha. Hỏi. cha Ừ. gia qua Đúng rồi, qua qua. qua Qua bố sư qua nha, qua. Này là a qua hả, qua. Ừ. Đây là thờ cái âm thai. Ừ. Ừ. lại lại tai tai hại Ừ. sai sai Ừ. hại sai Ừ. ta sai 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 Ừ. bao Bao, bao. thả Bao. bao Ừ. bao thảo bao 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 Ừ. lão lão bao thảo thảo tạo sao Ừ. sao 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 Ừ. ba ban 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 Than. ban Ừ. ban Đi sư sơn mạn đấy. thảm nạn làm tan than hắn tản tản Không, không. sao Cái này là tràn, đúng rồi, cái này đọc gì? Sao lại? rồi Nè. chan chan Không, CH thì không đọc leo giống nó, nhớ không? chan chan Chàn, cái này là chàn, cái này đọc âm chờ, còn này là chàn, chàn, chan chàn. Ừ. Chàn chan là chàn là âm chàn, là em đọc cái chữ ZH rồi. Đây là chàn, chàn. Ừ. Ừ, chàn. chan 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 Ừ. chan
san. Không, dạ. Không, không. Cái chữ, chữ này là đọc là gì? Chữ này đọc là gì? Nghe chưa rõ. San. Ừ, san thì đúng ha. Rồi. San. Dạn. Không, cái này không đọc là dền nha. Cái dạn nha, cái này đọc là dền. Cái từ này là những cái từ màu đỏ này á, là nó có cái nguyên tắc đọc riêng của nó ha. Nó cũng giống như cái âm nguyên âm hoàn chỉnh gì ha. Tại vì cái này chỉ coi như có mình nó thôi, dền ha. Dền. Dền. Ừ, dền. Dền. Quán. Quán. Ừ. Dền quán. Tan. Tan. Sao lại cho con sợ. Cái dạng điểm thứ hai cái này nè. Băng. Cái này băng là em đọc là của cái âm bờ rồi. Cái này là băng. Nhớ nha, cái chữ bờ với chữ phờ á, đôi khi em cũng ưa bị lộn hai cái âm này lắm. Cái này nãy em đọc là băng là cái của âm bờ rồi ha. Nhưng mà thanh thứ tư còn này là băng. Nhớ nha, băng. 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 Lặng cạn. Ừ. Cạn, cạn, g thì đọc là g, cạn. Ừ. Cạn. Cạn. Lộn nha. Chiên kháng, cái này kháng thành từ nha. Kháng, 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 à kháng thành một. Kháng, chiên kháng, 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 kháng. Kháng, cái này kháng thành một nha, kháng. Cái này là thành một á. Ừ, kháng, trên kháng mới đúng, hả, chữ kháng, lộn, kháng nha. Em sửa lại giùm chị trên tờ giấy, à, sửa lại trên giấy giùm chị. Thành ba, rồi, đây thành ba. Kháng. Kháng. Ừ. Hẳn. 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 Đúng rồi. Hẳn. Trang. Ừ. Trang. Rạng. Trang. Trang. Sang. Diễn. Không, không. Cái này là ăn. Dẫn. Dẫn. Từ này đọc là dẫn. Ừ. Cái này là diễn. Cái này là... Cái này... Diễn. Cái này là dẫn ha. Dẫn. Dẫn. Ừ. Dẫn. Cái này là diễn. 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 Nó không có diễn. G. Còn cái này có G. Có G là dẫn. Dẫn. Diễn. Dẫn. Dạ. Ừ. Giống như cái chữ có nó cái âm nó giống như củ dền, chữ dền vậy ha, nhưng mà mình kéo chút dền, dền. Ừ. Ừ. Như dền thì mình không có kéo, mình củ dền thì mình đọc khép miệng liền, còn cái này kéo ha, dền. Còn cái này giãn thì nó giống như cái này nó giống như mình thấy chữ giờ luôn ha, giãn giãn vậy thôi. Ừ. Dạ. Ừ. Ừ, đúng rồi. Lưa, thưa, lưa, lưa, cửa, 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 đúng rồi, chưa, chưa, đúng rồi, chưa, đúng rồi, chưa, 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 sửa, rửa, chưa, chưa. Ừ. Dễ. Ừ, đúng rồi. Ban. Thấy. Bảy. Quay. Tẩy. Lây. Lây. Bảy. Hay. Hay. Chạy. 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 Quay, cái này quay, quay, quay. Không, quay là thành một rồi. Quay, quỷ, quỷ, quay, quay. Quay. Ừ, yên quay hả, bởi vì yên quay hả. Quay. Ừ. Quay, quay. Phân. 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 Ừ. Mận. Phân. 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 Hẳn, tân, cảnh, sân,
rắn cắn thân. Thân, thân, chữ C nhớ nhớ đọc là thân. Thân, 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 quận, quận. Ừ, quận. Thắng, mong, phong, ẩm, thắng, nóng, lỏng, căng, thân, thân, trong, trong. Không, đọc là gì? CH đọc là gì? Trong. CH á, CH á. Cái chữ trưng. Trong. 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 Cái này trong chứ không phải là sông. Trong. 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 CH. À không, thân, thân. Ừ, cái lưỡi nó, cái lưỡi của mình nó phải hơi đẩy lên chứ nó không giống như chữ chân, chân kia cái lưỡi của mình nó tương đối nó ngang hơn. Chân, thân, thân nó bật lên vậy nè, thân. Cái lưỡi nó lên để cái hơi nó bật lên vậy, cái hơi nó bật lên giống vậy âm của âm trờ á. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Rẫn, rẫn. Có g mà. Em ở đang ở dưới hả? À à đúng rồi, đúng rồi, lộn 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 tiệm. Rộng. Trong. 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 Ừ, đúng, phải vậy. Thủa, thủa. Thủa. Ừ. Qua, qua. Qua, qua. Ừ. Qua. Đúng rồi, đúng rồi. Y o là dâu. Dâu. Ừ. Dâu. Ý không, cái này là do chứ không phải vô. Do con. Do. Để nó chỉ coi lại. Dạ, của. Chữ này là của. Của là tôi á. Của là tôi. Chữ này cũng rất là thường dùng. Chữ này chắc quen mà đúng không? Dạ. Ừ. Của. Ừ, của ha. Thâu. 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 Ừ. Mẫu. Phẫu. Tâu, thẩu, nâu, lậu, cộng, thẩu, thâu, 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 thẩu, thẩu, thâu, 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 dậu, túc, thủng, nung, lục, cúc, cung, khung, thủng, thủng. Đúng rồi. Thủng, trụng. Trống, không phải trống, trống. Năm chả, à lưỡi đấy là trống. Trống. Ừ, rồi ok. Trống. Rống. Trống. 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 Sông. Dông. Dông. Ừ. Dông. Tỷ. 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 Khoan khoan chờ xíu nè, em cảm thấy đọc ngang xuống hay là đọc ngang qua nó dễ hơn? Theo em thì cái nào đọc dễ hơn? Ngang qua cũng được, ngang qua mình dễ phân biệt làm sai hơn. Dễ không? Ok, còn, rồi gì dạ. Cứ tiếp ha. Còn đọc xuống là nó khác từ á, cho nên là mình không phân biệt được cái sai cái gì. Tại vì bữa trước á, bữa trước là mình đọc theo cái kiểu ngang xuống ha, bì piao ha, nó bờ bờ nó âm nó dự, theo âm dẫn mẫu, còn bây giờ mình đang theo âm thanh mẫu. Ừ, thực sự cái nào cũng được. Nó mới luyện thì theo thanh nó dễ hơn, theo thanh mẫu dễ hơn đúng không? Nhưng mà mình luyện lâu rồi mình theo theo cái vận mẫu thì nó hay hơn. Nó giống như nó theo một bước nó khó hơn xíu vậy, đúng không? Dạ. Ừ, ok. Bì, bì,
Cái này đọc đi. Cái này đọc đi. Cái từ thứ hai. Bị. Ừ, thì. Thì. Bị. Bị. Thì. Bị. Lị. Chi. Chi. Ừ. Chi. Ừ. Chi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chi. 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 Cái gì cái gì? À, là... không, chữ này âm âm em ia nữa hả? Lìa. Ừ. Lìa. Lìa. Chia. 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 Ừ. Chia. Đúng rồi. Bèo. Không, đừng có đọc, bèo. Đừng có bèo. 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 Đừng có bèo, đừng có bèo, đừng có bèo. Nhẹ lại, đừng có cứng cái miệng quá. Bèo. Ừ, đúng rồi, nhẹ lại, đừng có, đúng rồi. Bèo. Ừ, đúng rồi đó. Ừ. Bèo. Bèo. Mà chẳng bèo. Phải bèo, nếu em đọc bèo là nó giống như âm bờ. Bèo, phở. Bèo. Phở. Bèo. Ừ, bèo. Bèo. Bực nó ra. Ừ, hai cái mò lắm mà. Bèo. Bèo. Ừ. Bèo. 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 Cái này là bèo. 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 Ừ, đúng rồi đó. Luyện thêm hai cái âm này ha. Bèo với bèo ha. Bèo. Bèo. Ừ. Bèo. 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 Ừ. Bèo. 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 Lẹo. Chèo. Chèo. Cái này là gì? Cái này em đang đọc là gì? Lẹo. Ừ, lẹo đúng ha. Lẹo. Chèo. 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 Thanh tư là chèo. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Chị tưởng em qua thanh này rồi chứ. Rồi. Thanh hai là chèo. Ừ. Chèo. Ừ, đúng rồi. Pia. Nhẹ lại. Pia. 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 Không phải thế. Pia. Pia. Đâu đúng rồi. Pia. Ha. Nhớ là chữ à pia. Còn âm đọc là p thì phải là âm b ha. Đó. Pia. 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 À đúng rồi. Pia. 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 Ừ nhẹ. Pia. 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 Ừ. Dạ. Ừ. Yêu. Yêu. Điều. Điều. Chiều. Chiều. Siêu. Ừ. Biên. 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 Không. Biên. 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 Ừ, đúng rồi. Biên, biên. Ừ. Biên, biên, biên. Biên. Ừ. Biên. 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 Liên. Chiến, chiến. Ừ. Chiến. 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 Ừ. Chiến. 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 Ừ. Niệm. Đúng rồi. Niệm. Niệm, đúng rồi. Liệu. Ừ. Chiếm. 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 Thứ ba. Chiếm. Chiếm. Ừ. Chiếm. Chiếm. Sao này đọc khó quá. Nó ghép nhiều âm á. Nó ghép nhiều âm thì nó khó hơn. Có những cái âm mà vụn mỏng mà nó từ hai âm trở lên thì nó hơi khó hơn ha. Chiếm. Học, tiếp theo.
继续là tiếp theo đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng, tiếp tục. Chi bin 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 bin. À đúng rồi, cái này thanh hai mới đúng. Linh lỉnh ha, lộn gì lộn lại. Rồi. Thanh hai hả? Linh lỉnh thì đúng rồi, lỉnh hồi nãy em đọc đúng rồi đó. Lỉnh. Ừ, nên thưa bà linh lỉnh lỉnh không phải đúng, lỉnh mới đúng. Chin xin xin yin. Ừ đúng rồi, yin. À, yin. Cái chữ này với chữ yin quê hồi nãy, chữ quê á, yin quê đó, hai chữ đó là bởi vì á, vì á, à, yin quê á. Như anh ta hỏi mình à, tại sao yin quê hả, vì đó là dùng hai từ đó. Yin quê. Ừ. Ừ. Bình. Không. Bình. Nhẹ lại, nhẹ lại, nhẹ lại, đừng đừng có cứng cái miệng quá. Yin. Yin. Bình, ừ, sang bình là bình, bình, à, đừng có bình, đừng có cứng cái miệng quá, à, thả lỏng miệng. Bình, bình, ừ, bình, được, được. Bình. Thiển, thiển, ừ, thiển, thiển, ừ. Bình, thiển, ừ. Bình, thiển, ừ. Mình, ừ. Mình. Nhẹ, nhẹ lại, đừng có cứng cái miệng quá. Nhiễn, miễn. Miếng. Ừ, miếng. Đúng rồi, miếng. Ừ. Miếng. Tinh, tinh. Bình, bình, miếng. Bình, 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 bình. Bình, 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 miếng. Bình, 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 tinh, 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 lĩnh. Ừ. Chỉnh, 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 ừ, chỉnh, chỉnh, xin, ừ, yên, ừ, u, cái gì, này, u, không không, cái từ cái dòng dòng màu vàng này còn nữa là ion à, cái âm khó, âm khó. Thấy. Đâu hết hàng. Không, tới còn màu vàng còn dòng cuối. Đúng rồi, chương đúng rồi. Không, không. Chương. Không, em mất chữ y rồi. Chương. Ừ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Chương. Ừ. Chương. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ là phải có chữ y nha, nếu mình đọc lầm sủng 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 luôn thì nó mất chữ y, nó phải có chữ y nó kém. À chương 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 chương. Ừ rồi, giờ bây giờ khoan, tới đây ngưng trước, giờ mình sẽ thiên xè trước ha. Tiếng xè trước, em nhớ là những cái âm mà em ưa bị sai nè, giờ chỉ điểm lại một lần nha. À, là thứ nhất là cái này, chung, 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 ha, rồi. Bình, thiển, miếng, ha, nhớ cái âm này nha. Cái này là bỉa, ha, nhớ là bỉa nha. Rồi, em bị chữ bỉa, kêu, rồi nhớ chữ ZH nữa ha. SH chứ, ha, chủng, chủ, chẩn. À, nhớ đừng có đọc âm trò mà lại ghi chữ C, chữ CH là đọc là giống như chữ tiếng Việt ha. Như là đừng có chá nha. Chá, nhớ chữ chá không? Nhớ. À chả, nhớ chữ chả, đúng rồi, chữ chả. Đúng rồi, chữ chả, nhớ nha, chả là ghi gì? ZH mới đúng ha. À, cái này còn cái chữ nếu mà chả của phiên âm tiếng Trung luôn đọc là chả. À, nhớ chỗ đó nha. Ok, rồi bây giờ thiến xìa nha. Nghe biết đúng không chị? À đúng rồi. Rồi bây giờ. Giờ em ghi ra giấy không? Không, giống như hôm bữa em gõ vô cái hộp chat đi. Ừ, gõ vô hộp chat đi chơi thọ rồi khỏi phải gửi qua gửi lại chi tùm lum. Rồi giờ chị đọc nha, từ thứ nhất nha. Chơ. 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 Chơ.
sai rồi đó. Có gửi lại chưa? Chưa, em mới nhớ nãy gì mới nói nó nói chả chả là đừng nó nghe cái âm 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 chả thì mới ghi ch ha. Chờ. Rồi thứ hai ha. Bố. Rồi từ thứ ba. Chán. Rồi, thứ tư ha. Bài. Rồi, tiêu. Xiong. Nghe không ra luôn hả? Xiong. Rồi, tí liệu. Liang. Hào, tí chí. Xia. Xia. Hào, tí ba. Liêng. Hào, tí chiều. Tía. Tí sử, thán. Hào. Rồi. Hào, bây giờ sử bài nha. Hào, xin giải cả chú ý hạ. Tí, chơ, hạ, chơ. Chơ, y sơn, tuệ hạ, chơ, tuệ. Nãy nhắc rồi, cái chỗ này mới đúng được. Hạ, cái rồi. Tí ơ, bố, hạ, bố. Em ghi thanh ba, em đọc là bố, bố, bố. Đúng không? Thanh ba là bố, bố, bố. Còn đây là bố, bố. Nghĩa là sai thanh điệu, ha. Nhớ nha, bố. Đúng rồi. Còn cái này em ghi thanh ba. Nãy em ghi là thanh ba, cho nên sai chỗ đó, ha. Rồi, thứ ba là tràn đúng hả? Tràn. Thứ tư là bãi. Bãi. Sao đúng hả? Là thứ thanh thứ hai. Thứ năm là xiong. Xiong thì là gì? GTC. À, mình gọi như nè. Xiong, đúng không? Đúng là cái âm đầu. Xiong. GTC là âm nào? G.
七七七七七七来 ZVS 七七七 ZVS 熊熊là âm nào là âm gì hay là âm nào hả cái gì sợ đâu đây ya G T C Z V S Z V S đúng rồi is còn em ghi anh ghi là chung cái em ghi là chữ G là chung còn cái này là xuống nhớ nha is là G T C à, nếu gặp cái âm tương tự mình phải không kịp thì mình tự mình phân ra từ từ ha chứ mai mốt là đọc ba lần thôi nha chứ học đọc gì nó lâu lắm nó không kịp thời gian để mình rửa bài mớ nữa đó ha cho nên mình cố gắng mình gom gọn lại ha mình chưa quen rồi tí liêu liang liang à cái thanh một là gì liang 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 thanh một phải là liang ờ cái này là thanh tư mới đúng rồi sao thanh điệu luôn nha là hai từ ba hai từ sao hai từ rồi à ba từ học đi chi xia xia rồi xia thứ nhất là gì xia đúng không xia 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 thanh tư luôn ờ à, cái này cũng sai thanh điệu bữa nay sai thanh điệu hơi bị nhiều nha học đi ba liếng à cái này em ghi là gì liếng y ý không em ghi là lãn cái này là an an n là an an lãn còn liễn là n l i n g à liễn là cái tên này liễn n l i n g ừ liễn liễn ha thì ở liễn ha nãy em ghi là lãn lãn là không đúng nha cái này là lãn lan lãn ha cái này là an còn cái này là yên mà dừng yên yên là có g rồi ha là liễn ha ừ rồi đi chiều hả đi chiều tia hả tia ừ đúng không thể tin đúng không tia à đây à đi sửa là à thán 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 mấy thán thán mấy thán 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 ba là thán còn đây là thán là thán hai ừ ừ bữa nay sao thanh điệu hơi bị nhiều nha em phải về em luyện là cái thanh điệu nha cái thanh điệu hôm bữa trước là cái thanh điệu là tương đối ok đó ha bữa nay là cái thanh điệu nó hơi bị sai nhiều ha chú ý à với chú liên sĩ sân chào hại luyện là cái thanh điệu nha ừ với lại cái chi 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 này là cái chính âm quan trọng chi 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 rồi ok bây giờ mình sẽ tiếp ha tiếp cái phần này cho nó kịp là phù ha này chắc không có kịp cái phần dưới rồi mình đọc cái phần màu xám trước đi ha phù rồi để em đọc phù cái từ này phù phù mù phù tử lụ lụ khu hủ chủ khu chu khu khu chu chu hồng hồng hải chu cái này âm chờ chu ừ chu chu ừ chu chu ừ đúng rồi dữ hoa ừ hoa ừ hoa 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 nên cái này lọc là gì choa rồi tới gì nữa mấy cái âm sau nghe thấy như một âm gì á choa à choa 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 ừ choa à đúng rồi ừ choa không roa oa roa roa ừ roa roa roa
乖快帅帅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 帅nhưng mà chữ sư nó có một gạch gạch ở bên trên đầu, còn lần này nó không có thì nó là chữ xoay, hai chữ nó giống nhau, nó chỉ thiếu nhau một chữ trên lệch nhau có một gạch thôi. Thuê 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 thành thứ tự thành thứ tự không không thuê 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 cái chữ tử này đọc là sao? Cái từ thứ hai truy rồi, rồi cái gì nữa? À truy, nhớ là truy ha. Ừ. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, chùa, đúng rồi. Thành thứ tự, chùa. Ừ. Chuẩn đúng rồi. Ở dưới tôi cũng ít nè, rồi đọc luôn đi những từ dưới luôn đi ha. Lụy nè, ở đây nè em để ý nha. Thứ nhất cái màu xanh đó là bỏ hai chấm, cái nguyên tắc viết của nó quy định trong cái nguyên tắc viết gì, nhưng mà nó cũng phải được hiểu là nó là âm u hai chấm, tại vì những cái âm này á, nó chỉ ghép với u hai chấm thôi, còn ở trên không, như là nó có đi nữa nó cũng không có ghép được. Trong cái nguyên tắc viết của nó thì nó sẽ bỏ hết dấu luôn, cho nên với đối với những cái âm này á, mình sẽ đọc mình sẽ tự hiểu nó là âm ư chứ không phải là âm u, đúng không? Còn những bốn cái âm còn lại đây thì là nó vẫn có hai chấm, còn những cái âm này là không có ha, cho nên nó sẽ đọc là chu 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 ha, chứ không phải là như là u thì là chu chu su rồi, đúng không? Còn này là chu 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 mới đúng ha. Nụy không, đừng có nụy, đừng có nụy, thả lỏng cái miệng chút. Nụy nụy nó chậm đúng rồi. Nụy chu 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 u em nhuệ nhuệ nhuệ
Ở bên này còn một chữ nè. Yue là tháng ha. À, hiện tại 12 yue à, bây giờ là tháng 12, 12 yue ha. 12月, 12月. Ủa, vì sao mình lại kêu nó sử? Sử là 10 á. Sử là 10 á. 12 là 12 á. Tại vì nó giống âm cho nên em tưởng là gì phải không? Tại vì nó cũng cùng âm á. 12 là số 12 á. Cái từ này là chuyển. Chuyển. Thứ ba âm. Chuyển. 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 Đúng rồi. Chuyển. Chuyển. Đúng rồi. Yến. Rồi, ta lại ý xưa, đọc lại thêm lần nữa cái chỗ này, những cái âm nó hơi khó xíu ha. Đúng rồi, suy đúng rồi. Chuyển. Rồi bây giờ luyện là cái phần màu xám một xíu luôn ha. Không, cái từ này đọc là gì? Từ này nghe giống nha nè. Thế chủ rồi tới gì nữa? Chủ rồi tới chữ gì? Kế bên là đọc sao? Không phải su. Chu. Chu. Không phải chu. Chu âm thảo. Chu. thành thứ hai là try, em đọc try. À trước là try.
sao sao cứ hai cái nghe nghe như một vậy? Try 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 try. Cái âm kia em nhớ cái vị trí lưỡi em nó khác hơn, mình phải đẩy lên. Try 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 try. Hơi 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 chúa 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 chúa. Chuan, không phải chuan, 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 chuang 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 chuang. Run 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 run. Không phải run 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 run. Ok. Rồi, giờ cái phần gối luôn ha, thêm một lần nữa đi ha. Rồi, nghỉ. Lui chui 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 lui lui chui 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 chui. Xuyên, cái chữ này là xuyên. Từ thứ hai chưa qua nữa hả? Ủa em thấy chị nghe, em nghe em đọc mấy lần rồi mà. Xuyên, em đọc lại mấy lần đúng không? Em đọc lại. À, bởi vì nó ủa sao cứ đợt từ cái từ đó đọc hoài rồi. Xuyên, 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 xuyên. Chuyên, đúng rồi. Chuyển, chuyển, chuyển. Ừ. Rồi nhớ em vẫn còn lộn chỗ âm CH đó nha. Để đưa sao cho luyện cái bài, nếu có thời gian có luyện cái bài về. Thì cái bài về này em có thể em về em luyện thêm. Cái gì chị gỡ cho em về để mình. À bữa sau đi, bữa sau có thời gian chị hướng dẫn luôn cho nó dễ. À, hướng dẫn rồi em về em luyện thêm nó mới dễ hơn. À, rồi những cái âm khó là thứ nhất là mình luyện những cái âm này, nhớ mình nhớ mình âm p p với lại cái thanh điệu nha, thanh điệu bữa nay sai hơi nhiều nha, về chú ý cái thanh điệu với âm ch nha, âm ch là có những cái âm á, em hai cái âm z với lại sh em đọc tương đối nó rõ, nhưng mà ch á thì có nhiều âm mà với ch nó nghe nó giống giống nhau, nó chưa có được rõ lắm, em cũng nắm được rồi đó nhưng mà nhiều khi bị lộn, hiểu không?
tại vì cái lưỡi của mình ở cái độ